Ok, xin chào anh em. Nếu ai đang theo dõi livestream này hãy cùng tương tác để chúng ta cùng nói chuyện được không ạ? Hôm nay chủ đề của hôm nay là cái hàm số cuộc đời. Thì trong cuộc đời nó có rất là nhiều một cái hàm số của cuộc đời nó rất là nhiều tham biến. Nó có rất là nhiều tham số và rất là nhiều mỗi một cái biến đến với đời cuộc đời của chúng ta nó là luôn đúng. Thế vậy là làm thế nào để cho cái cuộc sống của chúng ta được như chúng ta mong muốn? Thì lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ những cái mà tự nhiên nó đang diễn ra. Ok, anh em nếu anh em đã nhìn thấy cái clip của tôi thì hãy có thể tương tác với tôi được không ạ? Để tương tác với tôi. Say he, say he, say he. Say he. Ok, anh em có thể comment, có thể trao đổi. Chào tôi, xin chào, xin chào, xin chào, xin chào. Chúng ta cùng tương tác, cùng nói chuyện với nhau. Ok. Được đấy, có vẻ là nhìn. Anh em nhìn rõ chưa ạ? Ở trong góc này ánh sáng nó hơi hơi thiếu, ánh sáng góc trong anh trong này ánh sáng hi hi hai à, ok, có vài người rồi. Đợi lúc lát nữa chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Ở trong này ánh sáng nó không được tuyệt vời lắm, ở trong phòng đây, trong phòng phòng nghỉ của khách sạn ánh sáng nó không được lung linh như phòng làm việc. Phòng làm việc của tôi thì ánh sáng nó tuyệt vời hơn. Ok, xin chào anh em. Hôm nay là ngày giữa tuần, hôm nay là thứ tư. Nếu bạn đang ngồi làm việc thì hãy comment yes. Còn nếu bạn đang đi uống cà phê, đang ngồi chơi như tôi thì comment cà phê. Nếu đang ngồi đọc sách thì comment đọc sách. Ok, chào Đức Hùng, chào Đức Thịnh. Ok. Nếu bạn đang làm điều gì đó, bạn có thể chia sẻ lên đây để chúng ta cùng nói chuyện được không ạ? Bạn có thể chia sẻ lên đây. Bạn có thể comment uống cà phê, comment cà phê, đọc sách thì comment đọc sách, bạn đang ngồi làm việc thì comment làm việc, bạn đang lướt Facebook thì bạn cũng comment lướt Facebook. Ok, rất tuyệt vời. Chào Lily, chào Hường, chào Yến Ly. Say say hello. Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào. Chào Khánh, chào Thịnh, vâng, chào Huấn. Cái hàm số cuộc đời nó như thế này. Tất cả chúng ta sinh ra là thất bại. Tất cả chúng ta sinh ra là đều để nhận thất bại. Tất cả chúng ta sinh ra đều để nhận lương thấp. Và tất cả chúng ta sinh ra đều để mặc những bộ quần áo rách rưới. Rất là buồn cười đúng không? Và tất cả chúng ta sinh ra đều nhận những cái điều nó theo tự nhiên là rồi sẽ chết đi. Thế vậy làm thế nào để đấy, điều tự nhiên là sinh ra là lười làm, sinh ra là chỉ thích đi chơi thôi, sinh ra là chỉ thích đi ngủ thôi, sinh ra là muốn là không phải làm gì đấy, đấy là bản năng tự nhiên, một cái mà tự nhiên rất hết sức tự nhiên. Và chính vì thế cho nên sinh ra là để nhận thu nhập thấp, sinh ra để nhận lương thấp, sinh ra để làm kiếp đi làm thuê đấy. Đi làm thuê rất tuyệt vời, đi làm công ăn lương rất tuyệt vời. Nhưng mà đi làm công ăn lương mà không biết vươn lên, không biết cái nỗi đau của mình ở tại thời điểm hiện tại để các bạn vượt qua những cái nỗi đau đấy, thì vĩnh viễn mãi mãi bạn sẽ phải đi làm và bạn sẽ phải vất vả cho đến tận cuối cuộc đời. Hôm qua trên đường về thì tôi có đi ngồi trên một xe Uber của một bác lái xe Uber, bác ấy rất là già. Qua câu chuyện của tôi nói chuyện với bác ấy, tôi mới biết được bác cái năm nay 65 tuổi. 65 tuổi mà lúc đấy giờ tôi đi Uber về lúc đấy nó khoảng gần 12 giờ đêm. Gần 12 giờ đêm một một con người lái xe Uber 65 tuổi vẫn phải làm việc. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng qua câu chuyện đấy thì các bạn thấy điều gì ạ? Nếu lúc trẻ lúc khỏe mà các bạn không tác động vào các hàm số, các tham số của cuộc đời bạn để cuộc đời bạn lật sang một trang mới, để cuộc đời bạn thăng tiến nhanh hơn, thì bạn sẽ phải làm việc cho đến tận không những 65 tuổi như bác Uber kia, mà bạn sẽ phải làm việc đến tận 70 tuổi hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Có nghĩa bạn là bạn sẽ phải làm việc cho suốt cả cuộc đời này. Thế vậy chính vì thế,
Cho nên là muốn làm như thế nào, bạn bằng phải là tìm tác động vào cái hàm số cuộc đời bạn như thế nào, để mình chỉ phải làm việc trong vòng 10 năm thôi, hoặc là 12 năm, 15 năm thôi là mình được nghỉ hưu. Mình không phải làm việc cực nhọc, mình không phải làm việc vất vả như thế nữa. Bác ấy 65 tuổi, bác ấy vẫn làm việc đến 11, 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, 1 giờ sáng. Tôi cho rằng đó là bác ấy là truyền cho tôi cảm hứng rất là mạnh mẽ. Bởi vì lúc đấy phần đông, nếu như ở Hà Nội thì phần đông gần như là 100% người ở Hà Nội là đi ngủ hết rồi. Nhưng mà ở Hà Sài Gòn thì người ta vẫn làm việc, rất là tuyệt vời như vậy, người Sài Gòn vẫn làm việc đêm, người ta vẫn làm việc. Qua câu chuyện đấy tôi thấy là bác cái truyền cảm hứng cho tôi rất là mạnh mẽ, và qua đấy chúng ta phải nhìn lật lại vấn đề. Thế vậy là điều gì trước kia bác ấy chưa làm mà để đến bây giờ bác ấy vẫn phải làm việc? Có thể có hai góc độ, một là bác ấy làm vì thú vui, một là làm việc là thú vui, đam mê, hai là làm việc vì mưu sinh. Nếu làm việc vì thú vui thì rất tuyệt vời, làm việc vì đam mê thì có thể làm đến tận 9, 80, 90 tuổi không vấn đề gì cả. Nhưng nếu thực sự đấy là làm việc vì mưu sinh thì chúng ta phải đặt câu hỏi lớn là những bạn trẻ kia, những người trẻ tuổi chúng ta, những bạn trẻ đang ở tầm tuổi 30, 30, 20, 30, 35, tại sao chúng ta không làm việc mạnh mẽ hơn nữa? Tại sao chúng ta không thay đổi cách làm việc? Nếu như bạn đang có thu nhập 10 triệu một tháng, nếu bạn có thu nhập 20 triệu một tháng mà bạn đã vẫn cảm thấy vui, bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc ở mức thu nhập đấy, bạn không cảm thấy nỗi đau, không cảm thấy nỗi đau ở mức thu nhập đấy, thì bạn mãi mãi bị kẹt ở mức thu nhập như vậy. Nếu như bạn có cái thu nhập 15, 20 triệu hoặc thậm chí 30, 40 triệu và bạn liên tục bạn cảm thấy nỗi đau rằng là cái thu nhập như vậy là chưa xứng tầm với bạn, thì bạn sẽ có những cái nỗ lực để bạn đẩy được cái thu nhập của mình lên. Còn ở quanh quanh cái ngưỡng đó mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, mình vẫn cảm thấy vui vẻ, mình vẫn cảm thấy không có chuyện gì xảy ra cả, thì quả thật là sẽ phải làm việc rất dài trong cuộc đời. Ở thế giới hiện nay thì hiện với cái tốc độ thay đổi chóng mặt như hiện nay, thì trên tại cùng một thời điểm nó sẽ sinh ra rất là nhiều cách có thể là giúp bạn có thể có tăng được cái thu nhập cao hơn so với cái thu nhập hiện tại của bạn, có thể đẩy lên được gấp 2 lần, gấp 3 lần, hoặc thậm chí gấp 10 lần. Nó tùy từng trường hợp. Và cái tham số của cuộc đời chúng ta thì hầu hết ai trong số tất cả chúng ta là sau khoảng một cái độ tuổi nhất định chúng ta cũng sẽ chết đi. Thế vậy là trong cái quãng mà chúng ta đang 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 ở độ tuổi làm việc, nếu như luật bình thường là làm việc đến tận 60 tuổi, 55, 60 tuổi, và nếu chúng ta không thay đổi cách chúng ta đang làm thì chúng ta sẽ phải làm việc đến tận 55 tuổi, 60 tuổi, thậm chí làm việc như bác Uber già đêm qua tôi đi làm việc đến tận 65 tuổi. Đấy, thế vậy là sẽ có những cách. Bạn hãy tưởng tượng là sẽ bạn hãy, bạn bạn chắc chắn là bạn sẽ đã gặp một vài ai đó trong trong cuộc đời này, người ta thấy người ta đi chơi nhiều hơn đi làm. Bao nhiêu số bạn đã thấy điều đấy? Có thể những người bạn của bạn, có thể những hàng xóm của bạn, những người xung quanh bạn, bạn thấy người ta đi chơi là nhiều hơn đi làm. Tại cái thời điểm bạn nhìn thấy họ đi chơi thì bạn thấy điều gì? Thấy điều gì ạ? Chắc chắn là trước trước cái ngày hôm qua bạn, trước cái ngày mà bạn nhìn thấy bạn, người ta đi chơi, người ta đã phải làm việc rất là cực nhọc, người ta đã làm việc rất chăm chỉ, người ta đã làm việc hết nỗ lực, làm việc với tất cả những khả năng của người ta để người ta làm xây dựng ra được một hệ thống tài sản, xây dựng ra được một cái hệ thống thu nhập, và đến bây giờ, đến ngày hôm nay họ không phải làm cực nhọc nữa, và cái hệ thống công việc của họ vẫn tự động sản sinh ra tiền cho họ. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải trăn trở. Và ở cái công nghệ, với cái thời buổi như hiện nay, có rất là nhiều cách, vô cùng nhiều cách để giúp chúng ta có thể gia tăng được thu nhập, gia tăng được 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 dòng tiền. Có nhiều bạn trẻ, các bạn bán hàng online, có rất là nhiều bạn có thể là kinh doanh làm thêm, có thể là bạn làm thêm công việc gì đấy, bạn xây dựng ra một vài cái công việc khác để chúng ta có thể gia tăng được thu nhập. Và tôi nhiều cuốn sách tôi đọc thì thấy đa phần các triệu phú là đa phần là có rất là nhiều nguồn thu nhập, và bản thân tôi bây giờ tôi cũng đang xây dựng nguồn thu nhập thứ tư.
và xây dựng nguồn thu nhập thứ tư. Nguồn thu nhập thứ tư các bạn nhé, nhớ nhé. Có thể là mỗi một nguồn thu nhập đấy cho chúng ta một lượng tiền không lớn, nhưng tổng lại các nguồn thu nhập thì sẽ cho chúng ta một cái nguồn tiền lớn. Và lấy các cái nguồn đấy xô bù lẫn nhau để nếu như có rủi ro gì ở nguồn thu nhập này thì nó sẽ có cái nguồn thu nhập khác nó bổ sung cho chúng ta để cho chúng ta nó an toàn hơn về 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 cái dòng tiền hàng tháng. Còn nếu như chúng ta mà không thay đổi cách chúng ta đang làm như hiện nay thì chúng ta chỉ nhận được kết quả như chúng ta đang nhận và sẽ phải làm việc rất lâu nữa, rất rất lâu nữa, trong khi có rất là nhiều người bạn nhìn thấy là họ đang đi uống cà phê, đang đi chơi. Như đầu câu chuyện tôi hỏi là bạn đang đi đọc sách, đang ngồi đọc sách, hay bạn đang uống cà phê, hay là bạn đang làm việc, hay là bạn đang đi chơi. Nếu bạn đang ngồi làm việc thì xin chúc mừng bạn, bạn đang có những công việc làm tiếp rất là tuyệt vời hơn rất là nhiều người ngoài kia đang không có việc để làm. Nếu bạn đang đi uống cà phê, nó có hai trạng thái. Một là đi uống cà phê để làm việc cũng rất tuyệt vời. Hai là nếu như bạn đi uống cà phê để giải trí, hoặc là đi uống cà phê mà không biết có việc gì để làm, trong trạng thái thứ hai mà đi uống cà phê mà không biết có việc gì để làm, thì thực sự đấy là cái nỗi đau mà bạn chưa nhận ra, nỗi đau rất là lớn khi bạn chưa nhận ra. Bởi vì là nếu như ở tuổi trẻ mà bạn vẫn còn lang thang, ở tuổi trẻ bạn vẫn còn chưa tận dụng thời gian, chưa tận dụng sức khỏe của mình để biến những cái nguồn lực của mình thành những cái tài sản cho mình, thì đến già như bác Uber già kia bạn vẫn phải làm việc, thì đấy là một nỗi đau vô cùng lớn. Còn nếu như bạn đang đi chơi thì xin chúc mừng bạn. Đang đi chơi có nghĩa là bạn đã có những cái hệ thống tài sản, đã có những hệ thống dòng tiền tạo cho bạn đều hàng tháng. Và đi chơi không phải là đi chơi. Đi chơi trong đầu có tư duy đi chơi để tạo cho chúng ta những cái nguồn cảm xúc mới, đi chơi để tạo ra những cái nguồn năng lượng mới để lại phục vụ, quay trở lại công việc, nó trở thành một cái vòng hoàn lưu. Và lúc đấy thì thực sự là đi chơi nhưng mà vẫn là đang làm việc ở cấp độ cao hơn, ở cấp độ cao hơn. Có nhiều lúc mình đi trên phố, đi chơi trên phố, nhưng qua cái câu chuyện của những người xung quanh, qua những cái bối cảnh xung quanh, lại giúp cho chúng ta nảy sinh ra được những ý tưởng, giúp chúng ta nảy sinh ra những ý tưởng. Những ý tưởng đấy có thể nó có những ý tưởng đem lại tiền ngay lập tức cho chúng ta, nhưng có những ý tưởng thì chúng ta giúp chúng ta về chúng ta sẽ xây dựng, cải tiến, nâng cấp cái hệ thống kiếm tiền của chúng ta để ngày một tốt lên, ngày một mạnh mẽ lên. Đấy. Thế vậy là cái hàm số cuộc đời nó rất là hay như vậy. Có là mọi thứ tác động đến cuộc đời chúng ta đều ảnh hưởng đến cái kết quả mà chúng ta nhận được. Chính vì thế cho nên là để mà muốn có được những cái mà mình chưa có thì mình phải phải dấn thân, mình phải mạnh mẽ mình làm, thì mình mới sẽ được đạt được những cái mà những người khác xung quanh chúng ta đang có. Và cái yếu tố nữa của con người ấy, bản chất của chúng ta sinh ra là lười biếng, bản chất của con người sinh ra là lười biếng, sinh ra là lười làm việc, sinh ra là chỉ muốn chơi thôi. Chính vì thế cho nên là khi chúng ta set up công việc nên tạo thành một đội nhóm, nên tạo cố gắng tạo ra chúng ta một đội nhóm, để qua đội nhóm là có người nọ đôn đốc người kia, có người này đẩy năng lượng cho người khác, và như thế kéo cả cái team đấy cùng làm việc. Chứ nếu mà bạn làm việc lủi thủi một mình thì bạn chỉ có thể làm việc được một thời gian rất ngắn thôi, là năng lượng nó cứ đi xuống, nó cứ đau 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 dần xuống, đến một lúc là bạn hết năng lượng và bạn lại stop, lại dừng lại và bỏ cuộc. Chính vì thế cho nên để khử được cái biến xấu đấy thì có nhiều cách, nhưng mà theo tôi cách đơn giản nhất đó là hãy làm việc cùng một team, làm việc với cùng một team, và các cái team, các thành viên trong team là cam kết làm việc mạnh mẽ nhất và cùng giúp nhau, cùng tương tác lẫn nhau, cùng 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 đẩy nhau để cả team cùng cùng làm việc với cái nhiệt huyết như như những ngày đầu mới gặp nhau. Chứ còn nếu mà chúng ta làm việc một mình thì sẽ một khoảng thời gian ngắn thôi là chúng ta sẽ năng lượng nó sẽ tụt dần, tụt dần, tụt dần, và đến một lúc là biến mất. Và đến lúc đấy là tự gọi là nếu chúng ta giả sử chúng ta đang lúc ban đầu nhìn thấy một công việc là nhìn thấy nó rất là đam mê, rất là nhiệt huyết, nhưng mà sau làm việc nó cứ tụt dần, tụt dần, tụt dần, tụt dần, và bỏ cuộc lúc nào không hay biết. Đấy, và
sau sau khoảng thời gian tôi tiếp xúc với lại các cái nhà đầu tư từ từ 7 8 năm nay, 7 8 năm nay thì tôi tiếp xúc rất là nhiều người, đâu đó trên dưới chắc khoảng 2.000 người rồi, chắc chắn không thể dưới 2.000 người được. Và tôi thấy nhận thấy có một điều là lúc ban đầu thì như họ nhìn thấy cơ hội thì họ rất là hào hứng. Mỗi ban đầu họ nhìn thấy cơ hội rất là hào hứng, bởi vì là đứng trước một cơ hội kiếm tiền thì tim ai chả đập, chân ai chả run, ai chả có cảm xúc, ai chả khao khát chinh phục. Nhưng cái khao khát, cái nhiệt huyết đấy có duy trì mãi được không? Đấy là cái mà mọi người hay vấp phải. Thì thường thường là người mọi người hay bỏ cuộc ở trong 3 tháng đầu tiên. Trong 3 tháng đầu tiên là mọi người hay bỏ cuộc. Tính từ lúc mà mọi người nhìn thấy cơ hội, tính từ lúc mọi người bắt tay vào công việc thì thường là hay bỏ bỏ cuộc trong 3 tháng đầu tiên. Bởi vì là 3 tháng đầu tiên bắt tay vào một công việc mới thì nó gặp vô vàn những khó khăn. Đấy, nó nảy sinh ra vô cùng các cái hàng số, những cái ngưỡng cản cản trở chúng ta, cản trở về mặt tri thức, cản trở về mặt kinh nghiệm, cản trở về mặt trải nghiệm và vô vàn các cản trở khác, và sẽ giết chết cái niềm đam mê, giết chết cái niềm khao khát chinh phục ở ngay trong 3 tháng đầu tiên. Chính vì thế, để mà làm việc được, để mà duy trì được cái năng lượng để làm việc được vượt qua 3 tháng đầu tiên thì chúng ta cần phải có đội nhóm, cần phải có đội nhóm. Còn nếu ai có điều kiện tốt hơn thì hãy thuê cho mình những vị coach, hãy thuê cho mình những vị coach. Qua các cái vị coach qua thì họ sẽ liên tục đẩy chúng ta, liên tục đẩy chúng ta, liên tục đẩy chúng ta, để chúng ta buộc chúng ta phải chạy ở trên đường tốc độ cao, và như thế thì chúng ta sẽ đạt tới cái tốc độ bay tự động nó nhanh hơn. Và thông thường thì một công việc chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất được trong 5 năm đầu. 5 năm đầu. Cho nên là hãy làm nhanh nhất có thể. Không làm nhanh thì sẽ đến một lúc cái cơ hội nó biến mất. Không làm nhanh thì sức khỏe chúng ta cũng hao mòn đi, và không làm nhanh thì mọi thứ thiên thời địa lợi nó thay đổi trong hết cả mặt, và có đến những lúc cái công thức ở tại thời điểm này đúng nhưng đến sang thời điểm khác nó không đúng nữa. Và chúng ta không làm nhanh thì những cái cơ hội nó vọt đi và chúng ta lại phải tìm kiếm một cơ hội mới, thì lúc đấy là quả là tệ. Chính vì thế cho nên là làm việc là chúng ta hãy cố gắng, hãy làm việc cùng với đội nhóm của mình, set up cùng một đội nhóm. Nếu làm việc một cái công việc gì đấy là nên thiết lập làm việc cùng với đội nhóm của cộng đồng thì chúng ta sẽ làm việc được tốt hơn. Và hai, nếu ai có điều kiện thì nên thuê coach, để coach là người duy trì lửa dẫn dắt chúng ta đi đến đi vượt qua ít nhất là 3 tháng đầu tiên. Khi vượt được qua 3 tháng đầu tiên là nhiều ngưỡng cản, vượt qua 3 tháng đầu tiên là chúng ta sẽ bước sang một cái level khác. Mà cái level đấy thì là nó cái tỷ lệ mà bỏ cuộc nó thấp hơn. Đấy, tỷ lệ bỏ cuộc nó thấp hơn đi. Thế còn 3 tháng đầu tiên là tỷ lệ bỏ cuộc nó rất là cao, gần như là 100%. Nói thế cho nó nhanh. Gần như là 100% những người bắt đầu vào một công việc mới bỏ cuộc, hoặc là chết, hoặc là mất xác, hoặc là tan xác giữa đường trong vòng 3 tháng đầu tiên. Đấy, chính vì điều này cho nên là chúng ta hãy cần có đội nhóm và cần có những người coach để giúp chúng ta, dẫn chúng ta qua 3 tháng đầu tiên. Đấy, chính còn có cái đấy là cái câu chuyện mà con người chúng ta sinh ra là lười biếng, con người chúng ta sinh ra là dễ bỏ cuộc là như vậy. Còn có một điều nữa, còn một điều nữa mà trong cuộc sống chúng ta cũng hay gặp phải, đó là các bạn biết điều gì nữa không ạ? Ok, anh em có thể tương tác với tôi một chút nữa để chúng ta cùng 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 nói câu chuyện này tiếp ạ. 15-20 phút rồi. Ok, chúng ta có câu hỏi nào có thể trao đổi tí nhỉ, cho nó thay đổi cảm xúc tí. Chào Trần Lê Minh. Tí qua đây nhá, Trần Lê Minh nhá. Anh ở quận nhất, tí qua đây. Ok, anh em là có câu hỏi tương tác trao đổi tí. Từ hôm qua vào Hồ Chí Minh học được nhiều điều hay quá. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Các cụ nói quả là không sai. Mỗi một con người trong cuộc đời mình thì đều là một người thầy của mình. Cho nên là cố gắng gặp được nhau, hiện diện, có hiện diện trước 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 mặt nhau càng nhiều càng tốt. Đừng ngồi tự kỷ một nhà ở một chỗ, ngồi tự kỷ một chỗ không ra việc đâu, ngồi tự kỷ một chỗ không thể ra vấn đề được đâu. Cho nên là hãy đi, càng đi nhiều càng nhiều càng tốt, và qua mỗi chuyến đi nên viết lại những bài học.
Ok. Cái mốc mà 3 tháng, cái mốc hôm nào anh sẽ nói chuyện cái chủ đề về các mốc bỏ cuộc trong đầu tư. Còn hôm nay là chúng ta đang nói về câu chuyện là hàm số cuộc đời thì nó mạnh, nó rộng hơn. Ok, anh em có cái tương tác nào không? Còn có một cái chủ đề và các cái mốc hay bỏ cuộc trong đầu tư thì hôm anh sẽ làm một cái livestream khác để nói chuyên về cái chủ đề về đầu tư thôi. Còn hôm nay là cái câu chuyện của chúng ta ở đây là có rất là nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều ngành nghề khác nhau. Thì chúng ta nói những cái đặc điểm chung nhất để anh em cùng thảo luận. Còn những cái sân chơi riêng thì hôm nào anh sẽ làm một cái livestream riêng nói về là các cái mốc thời gian mà chúng ta rất rất dễ bỏ cuộc, rất dễ là thất bại, để cho chúng ta cùng cùng được biết qua cái trải nghiệm của tôi. Qua trải nghiệm của tôi và qua qua 6 7 năm qua tôi tiếp xúc rất là nhiều người trong giới đầu tư, và tôi cũng tức là ghi ghi lại. Tôi có thói quen, rất hay thói quen là tôi hay ghi lại, ghi chép và thống kê. Ok, cái câu chuyện ngày hôm nay là cái tham số cuộc đời. Thì anh em là có cái chia sẻ nào hoặc là có một cái điều gì anh em có thể comment comment xuống xuống để chúng ta cùng trao đổi. Hôm nay là buổi sáng nay có đang rảnh rỗi. Bình thường cái giờ này đang ngồi ở office, đang ngồi văn phòng. Nhưng hôm nay vào Hồ Chí Minh để chiều nay hỗ trợ anh em catching các khóa cũ ở Hồ Chí Minh. Và buổi tối nay thì có buổi chia sẻ miễn phí cho cộng đồng Hồ Chí Minh. Chính vì thế nên buổi sáng nay có mấy tiếng nhàn rỗi nên là bật livestream lên nói chuyện với anh em. Ok, chào bạn Zaho. Đầu tư thì nó rất là rộng em ơi. Đầu tư nó rộng lắm, em muốn tập trung vào cái gì? Đầu tư nó rộng lắm. Nó bao la bát ngát. Em muốn tập trung vào đầu tư về tài chính, hay muốn đầu tư về bất động sản, hay là muốn đầu tư vào doanh nghiệp, hay là muốn đầu tư vào đâu đó thì nó rất là rộng. Em muốn em phải cụ thể ra cơ. Em phải cụ thể ra em muốn đầu tư vào cái gì, đầu tư vào tài chính hay đầu tư vào cụ thể một cái gì đấy. Chứ còn đầu tư nó rộng lắm, bao la bát ngát. Rộng lắm, bao la lắm. Ok. Đầu tiên thì bạn nên học đi tham gia các lớp học phát triển bản thân đi em. Học các lớp phát triển bản thân để cái đầu tiên là phải làm lớn mình lên trước. Lớn mình lên đã. Ok, đầu tư về tài chính. Nếu em muốn 18 giờ tối nay là buổi chia sẻ miễn phí cho những người chưa tham dự lớp của Phạm Thành Biên lần nào. Huấn nhá, em đến vào những bạn nào chưa biết Phạm Thành Biên là ai, chưa biết các khóa học của Phạm Thành Biên là ai thì đến vào 18 giờ. Còn học viên cũ của Biên là 13 giờ. Làm giàu từ đầu tư.com, đúng rồi. Đúng trang web đấy rồi. Ok, em có câu hỏi nào hoặc là có chia sẻ gì, chúng ta cùng tương tác với nhau. Cùng tương tác với nhau. Ok. Được chưa? Bạn nhìn thấy được chưa? Rồi. Hiện nay thì có rất là nhiều công việc giúp chúng ta giải phóng được sức lao động. Đấy, giúp chúng ta giải phóng được sức lao động. Chúng ta không phải là làm việc cày cuốc kiểu ngày xưa nữa, mà chúng ta bây giờ có rất là nhiều nhiều phương thức giúp chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn và tạo ra chúng ta được nhiều nguồn thu nhập hơn. Đấy, bằng internet, bằng công nghệ, bằng những thứ tuyệt vời hơn mà chúng ta đang làm hiện nay. Đấy, chính vì thế cho nên là cần phải tham gia đi học, tham gia tất cả các lớp học. Bởi vì là có mỗi một người người ta sẽ giỏi ở một lĩnh vực, và mình đi học là học ở họ những cái kiến thức, học ở họ những cái trải nghiệm của họ, học ở họ những cái bài học thất bại, những bài học thành công của họ để giúp cho chúng ta đi nhanh hơn, giúp chúng ta đi nhanh hơn. Ok, anh em có câu hỏi nào anh em có thể comment trao đổi. bạn Tiệp, bạn đã ra trường chưa em? Em đã sinh viên, em đã ra trường chưa?
Em đã ra trường chưa? Nguyễn Khắc Tiệp đã ra trường chưa em? Trong 3 tháng đầu tiên thì nó có rất là nhiều thứ dẫn đến người ta bỏ cuộc. Thứ nhất là bước vào công việc là nó có rất là nhiều rào cản. Một là công việc mới thì mình chưa làm chủ được kiến thức. Hai là công việc mới mình chưa có kinh nghiệm. Và cái thứ ba là trong công việc mới thì có thể là chưa cho mình thu nhập. Trong công việc mới chưa cho mình thu nhập, mình phải đầu tư nhiều thời gian, đầu tư nhiều tiền của, thậm chí trong 3 tháng đầu còn mất tiền. Chính vì thế cho nên là 3 tháng đầu là cái ngưỡng cản bỏ cuộc xảy ra rất lớn. Và trong 3 tháng đầu thì cái công việc mới, những cái kiến thức mới nó lại chưa biến thành kỹ năng, kỹ xảo. Chính vì thế cho nên là cái tỷ lệ rơi rụng và bỏ cuộc ở 3 tháng đầu tiên là vô cùng lớn. Vô cùng lớn, gần như 100%. Rất nghe câu này rất là buồn cười đúng không? Nhưng mà thực tế nó là như thế. Thực tế là như thế, hơn 90% thì chính xác hơn. Còn đâu đó khoảng mấy phần trăm đến 10% rồi là lưu lại thôi. Chính vì thế cho nên khi chúng ta biết được cái quy luật đấy thì chúng ta cần phải tác động vào cái hàm số của cuộc đời để làm thế nào để đi qua được cái 3 tháng đấy, đi qua được 90 ngày đấy. Ok, còn ai có câu hỏi là chúng ta có thể trao đổi tiếp vào đây. Xin chào anh em mới tham gia, Nguyễn Thị Xuân chào Kiến Tâm. Bởi vì là khi mới tham gia thì ngọn lửa nhiệt huyết nó cháy bùng 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 bùng, nhưng mà hết tuần đầu nó tụt đi một tí, hết tuần 2 ngọn lửa tụt đi một tí, hết tuần 3 nó tụt đi tí nữa đấy. Chính vì thế cho nên là khi chúng ta biết được cái quy luật ngọn lửa lửa nó sẽ tụt dần đi như thế thì mình sẽ có cách để mình bơm thêm năng lượng vào cho nó đấy. Mình không thể không không có lời khuyên cụ thể được bạn ạ, mà cái cách làm đơn giản nhất để vượt qua được cái giai đoạn 3 tháng đầu tiên là chúng ta cần có đội nhóm, và nếu có thể thì cần chúng ta thuê những ông coach, những người coach, những người huấn luyện viên cho mình đấy, để cách giữ lửa. Một là làm việc cùng đội nhóm, hai là làm việc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên thì chúng ta sẽ đi được đúng công thức và đi được đều và giữ được lửa, đặc biệt là 3 tháng đầu tiên. Tôi trong năm ngoái tôi có gặp có một người trong vòng một năm mà trải qua bốn công việc kinh doanh, trả công việc nào ra công việc nào đấy, gọi là trong vòng chưa đến 3 tháng mà đã ao một công việc rồi thì làm sao mà thành công được. Làm cái gì chúng ta cần phải có quá trình, từ lúc bắt đầu xây móng, từ lúc bắt đầu gieo, từ lúc bắt đầu chăm bón, xong nó sinh trưởng phát triển đến với giai đoạn thu hoạch. Thì trong vòng một cái chu kỳ rất là ngắn 3 tháng mà vừa nhảy đến công việc này một lúc được một thời gian, xong làm thế nó có vẻ không ổn lại vứt nó đi, xong lại nhảy sang công việc khác làm một thời gian không ổn lại vứt, xong lại sang công việc khác một thời gian, thì bạn cứ làm như thế đến mãi 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 bạn vẫn chỉ là người đẽo cày giữa đường mà thôi. Ok, có hai cách thôi. Một là làm việc với đội nhóm để cùng cả nhóm duy trì lửa với nhau. Hai là thuê một ông huấn luyện viên đấy, ông dẫn dắt, thế rồi là nhanh nhất. Ok, anh chị em nào có câu hỏi nào có thể tương tác tiếp, tương tác tiếp. Có hai cách đơn giản thôi, còn tất nhiên có nhiều cách khác nhưng mà trước mắt chúng ta dùng hai cách đấy là hiệu quả nhất. Làm thế nào để biết một người coach phù hợp với mình? Bạn muốn tìm người phù hợp với mình thì hãy tìm đến cái lĩnh vực bạn quan tâm, hãy tìm người giỏi nhất lĩnh vực bạn quan tâm với bạn thuê. Đơn giản nhất là như vậy. Còn phù hợp hay không thì khó, nó có nhiều cái. Tóm lại là cứ tìm ông nào giỏi nhất trong lĩnh vực bạn quan tâm với bạn thuê. Cách đơn giản nhất. Ví dụ như là tôi thuê ông làm logo cho công ty Vinmoc, tôi thuê ông giỏi nhất logo, về logo là ông vua logo Sơn Nguyễn làm. Được chưa? Đấy là cách nhanh nhất. Đấy, còn lại nếu như bạn muốn tìm người cốt cho cái lĩnh vực của mình ở lĩnh vực nào thì bạn tìm đến cái ông thầy giỏi nhất cái lĩnh vực đấy bạn thuê, vừa rẻ vừa hiệu quả vừa chất lượng vừa đi nhanh. Ok.
câu hỏi của Tiệp ấy, đúng chưa? Làm thế nào để biết một người cốt phù hợp với mình? Cứ tìm thấy ông thầy nào giỏi nhất của lĩnh vực mà em cần quan tâm ấy, em thuê. Thế là tuyệt vời nhất. Ok. Mọi người còn câu hỏi nào khác không ạ? Chúng ta còn ít thời gian nữa, xong rồi tôi phải di chuyển để chuẩn bị cho chương trình tối nay. Ok. Chào cô giáo Huệ. Khát nước, khát nước, khát nước. Khát nước là phải uống nước ngay. Mời, mời, rồi, mời Hổ. Khát nước là ta phải uống nước ngay. Nói đến câu chuyện khát nước thì tôi chia sẻ như này. Chúng có hai cách ở khát nước ở trong tự nhiên, là đừng để cơ thể khát nước thì mới uống, mà chúng ta hãy uống nước đều, có thể là 15 20 phút một lần hoặc nửa tiếng một lần mỗi lần uống ngụm nhỏ thôi, không không cần uống nhiều. Và tránh để tình trạng như của tôi quên, nên là nó cơ thể nó khát nước rồi bắt đầu mới uống gấp gấp tầm cái lượng vào thì nó không tốt. Và trong đầu tư cũng vậy. Trong đầu tư thì câu chuyện khát nước là rất nguy hiểm. Hãy làm đều, làm duy trì được cái tốc độ đều đều đầy đủ, và làm đều đi đều thì tốt hơn là làm cấp tập dạng kiểu ấy. Tôi cũng nói với anh em là làm kiểu khát nước ấy, là lúc đấy là sẽ quản trị rủi ro sẽ rất là kém, khó quản trị rủi ro hơn, và làm đều thì chúng ta quản trị rủi ro tốt hơn. Đấy, mỗi một lần uống uống đều cũng chỉ một ngụm này thôi, không không nên uống nhiều một lúc. Ok, anh chị em còn câu hỏi nào khác không ạ? Anh chị em còn câu hỏi nào khác không ạ? Nếu anh chị em không còn câu hỏi nào khác thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị em ở các cái livestream tiếp theo.